Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước khi vào chương trình khai mạc triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý đón xem chương trình văn nghệ chào mừng do cán bộ trung tâm thể thao văn hóa thông tin huyện nhà biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Xin được đồng nhiệt chào mừng sự hiện diện đó các vị đại biểu khách quý, các nghệ nhân, những người đam mê cái cảnh nghệ thuật trong và ngoài huyện cùng đông đảo nhân dân đã về dự khai mạc trưng bày triển lãm cái cảnh nghệ thuật huyện Hải Hậu 2023. Lời đầu tiên cho những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu khách quý, các nghệ nhân, những người đam mê cái cảnh nghệ thuật trong và ngoài huyện cùng đông đảo nhân dân. Kính chúc các quý vị cùng với gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, cái cảnh nghệ thuật từ lâu không là thú chơi mà còn là một loại hình nghệ thuật để kết tinh từ nhiều thế hệ, là nét đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc và cũng là một phần văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên. Trưng bày triển lãm nghệ thuật cây cảnh huyện Hải Hậu năm lần thứ tư năm 2023 chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu, là cơ hội để các nhà vườn, các nghệ nhân có dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật chăm sóc, uốn tỉa, lai tạo cây cảnh, kết nối thị trường sinh vật cảnh giữa các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh, đồng thời khích lệ sự sáng tạo, động viên phong trào sinh vật cảnh trong tỉnh, góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Hải Hậu tới đông đảo du khách. Trước khi đến với nội dung khai mạc triển lãm, trân trọng được gửi tới các quý vị chương trình văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hải Hậu cùng hội viên Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định thể hiện. Mở đầu chương trình, xin được trân trọng được kính mời các quý vị sẽ cùng đến với màn biểu diễn một lần qua sự thể hiện của đội một lần sai trí. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thank you.
Phương có sự thể hiện của nữ ca sĩ Tuyên Nga. Xin chào tất cả quý vị cùng lắng nghe. Bác ơi. Thank you.
Chương trình làm việc của buổi lễ xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông báo chương trình nội dung khai mạc triển lãm sinh vật cảnh Huyện Đại Học lần thứ tư năm 2023 như sau: 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Đọc diễn văn khai mạc. 4. Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng. 6. Là đáp từ cảm ơn. 7. Kết thúc khai mạc, mời đại biểu tham quan triển lãm sinh vật cảnh Huyện Đại Học lần thứ tư năm 2023. 8. Mời đại biểu dự bữa cơm liên hoan chúc mừng tại nhà hàng Yến Nghị, khu 1, thị trấn Yên Định. Xin trân trọng cảm ơn vị đại biểu khách quý. Trong không khí hào hùng của dân tộc chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày thành lập Huyện Hải Hậu, trong khí thế vui mừng phấn khởi của ngày hội văn hóa thể thao truyền thống huyện nhà, được sự nhất trí của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Hải Hậu, Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, hôm nay Hội sinh vật cảnh Huyện Hải Hậu long trọng tổ chức khai mạc triển lãm sinh vật cảnh lần thứ tư năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Về dự buổi khai mạc triển lãm sinh vật cảnh Huyện Hải Hậu lần thứ tư hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Chu Thái Thanh, tổng biên Hương Sắc, phóng viên Đỗ Sinh, kênh Hương Sắc đô thị đã về dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu tỉnh hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Phùng Văn Lửa, phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, phó chủ tịch Hội đồng nghệ nhân tỉnh Nam Định. Ông Nguyễn Minh Thống, phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ nhân tỉnh Nam Định và các đại biểu trong ban thường vụ ban chấp hành Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định đã đại dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Vũ Văn Kỳ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo triển lãm sinh vật cảnh cảnh Huyện Hải Hậu, các đại biểu, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu qua các thời kỳ: ông Nguyễn Xuân Trung, phó bí thư, nguyên phó bí thư Huyện ủy Hải Hậu; ông Bùi Xuân Đức, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Hải Hậu; ông Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên bí thư Huyện ủy Hải Hậu; ông Phạm Văn Chiến, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu; bà Nguyễn Thị Như, nguyên phó bí thư thường trực huyện Hải Hậu, và các vị đại biểu, lãnh đạo các ban ngành, các phòng ban chuyên môn của huyện đã về dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Huyện Hải Hậu đã về dự khai mạc và đưa tin triển lãm, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu là lãnh đạo Hội sinh vật cảnh thành phố Hòa Bình, Hội sinh vật cảnh thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh, huyện Nam Trực, huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy, huyện Nguyễn Hưng,
huyện Ý Yên, hội sinh nhập cảnh thị trấn Cổ Lễ, hội sinh nhập cảnh xã Yên Hà, Nam Trực, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hội sinh nhập cảnh huyện Hải Hậu qua các thời kỳ, các công ty doanh nghiệp, các nhà vườn, các nghệ nhân của các tỉnh, thành, thành phố Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Thái Bình đã về dự đông đủ, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Về dự khai mạc hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Ủy ban nhân dân 34 xã thị trấn trong huyện, các đại biểu thành viên ban tổ chức triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023 đã về dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đại diện thường trực hội sinh vật cảnh 34 xã thị trấn trong huyện, các vị đại biểu trong và ngoài tỉnh có tác phẩm đặc sắc về tham dự câu lạc bộ nghệ nhân, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật, ban nghệ nhân huyện Hải Hậu, câu lạc bộ 30 tháng 4, các câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật con sai trong và ngoài huyện, các nhà vườn sinh vật cảnh, các chủ nhân của tác phẩm tham dự triển lãm sinh vật cảnh và các nhà tài trợ. Xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các bậc nghệ nhân, các hội viên sinh vật cảnh tài năng đã về dự khai mạc đông đủ hôm nay, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Hải Hậu, trưởng ban tổ chức nên đọc diễn văn khai mạc triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Cung Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, trưởng ban chỉ đạo triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023. Kính thưa ông Cung Văn Thưởng, Phó Chủ tịch sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Kính thưa các vị đại biểu Ban thường vụ Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày mùa thu lịch sử, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đang đi vô số nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 135 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu, được sự nhất trí chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu và Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Hôm nay, trong khí thế tưng bừng của ngày hội văn hóa thể thao truyền thống của huyện Hải Hậu, Hội sinh vật cảnh huyện Hải Hậu long trọng tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ tư năm 2023. Thay mặt ban tổ chức và Hội sinh vật cảnh huyện nhà, tôi xin liên liên chào mừng và trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, Hội sinh vật cảnh huyện bạn và các cơ quan phòng ban chức năng, các câu lạc bộ trong và ngoài huyện, các đại biểu 34 xã thị trấn trong huyện, các nhà tài trợ, các nghệ nhân, các nhà vườn, các đại biểu khách quý đã về dự khai mạc có ý nghĩa nhân văn ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, từ xa xưa đến nay, nói đến sinh cảnh thì các nhà thơ, nhà văn đã trân trọng và yêu thích ca ngợi cứ đi miêu tả sinh cảnh của đất nước Việt Nam đẹp như những bức tranh thảm họa mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người, để động viên con người biết khai thác và chăm sóc một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp thu nhỏ, để con người chúng ta được sáng tạo chế tác ra những tác phẩm và nâng niu cơ bản cuộc sống, để con người hàng ngày được hưởng thụ những giá trị tinh thần, sự thanh cao trang nhã đó cũng là một phần động viên con người hàng ngày hăng say lao động sản xuất để làm ra những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, cổ kỳ mỹ văn. Nghệ thuật sinh cảnh nói chung đã đi vào cuộc sống như một mỹ thuật, một thú chơi thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.
các thế hệ ông cha ta đã biết gửi gắm tâm hồn, tình cảm, ý nghĩa và kiến thức thẩm mỹ và từng tác phẩm nghệ thuật làm cho thế giới văn hóa sinh cảnh đi vào cuộc sống hàng ngày thêm sinh động và góp phần nhỏ tạo nên giá trị tinh thần chân thiện mỹ. Trong những năm vừa qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực xây dựng cảnh, đặc biệt là cái cảnh nghệ thuật của huyện nhà đã và đang phát triển mạnh mẽ, kể cả về số lượng và chất lượng, đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương. Vai trò, vị trí, lĩnh vực xây cảnh ngày càng khẳng định, có phần thiết thực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Và hội viên xây cảnh cùng nhân dân các xã thị trấn, các câu lạc bộ trong và ngoài huyện đã mang về gần 300 tác phẩm và hàng nghìn tác phẩm bonsai để tham gia triển lãm xây cảnh lần thứ tư 2023. Ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân hội xây cảnh các xã thị trấn, các câu lạc bộ trong và ngoài huyện. Các xã có nhiều tác phẩm có giá trị như hội xây cảnh xã Sơn, xã Hải Lý, xã Hải Vũ, xã Hải Minh, xã Hải Hưng. Đặc biệt trong những năm vừa qua, ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ ủng hộ của tập thể cá nhân với những tấm lòng vàng về mặt tài chính cho triển lãm xây cảnh. Ban tổ chức rất cảm động với tình cảm nồng ấm chân thành của các quý vị đại biểu ở mọi miền đất nước dành tình cảm đặc biệt cho phong trào xây dựng cảnh quê hương Hải Hậu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, hội xây dựng cảnh tỉnh Nam Định, tôi tin tưởng rằng có triển lãm xây dựng cảnh lần này, phong trào xây dựng cảnh và chất lượng các tác phẩm sẽ phát triển mạnh mẽ. Những người yêu thích các tác phẩm nghệ thuật được chiêm ngưỡng nhiều những tác phẩm đặc sắc có giá trị thẩm mỹ cao, để những tác phẩm sinh cảnh của huyện nhà được chắp cánh giao lưu với những người yêu thích sinh vật cảnh trên cả nước, để phong trào sinh cảnh và những người làm sinh cảnh cùng chung tay góp sức tài năng trí tuệ xây dựng quê hương Hải Hậu anh hùng ngày thêm giàu đẹp văn minh, phấn đấu cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc triển lãm xây cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023. Xin trân trọng kính chúc các vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc triển lãm của huyện nhà thành công rực rỡ. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, trưởng ban chỉ đạo triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu nên phát biểu ý kiến chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cùng hội sinh vật cảnh Việt Nam, hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý và cùng toàn thể nhân dân, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 29, kỷ niệm 135 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu, hôm nay hội sinh cảnh sinh vật cảnh huyện Hải Hậu long trọng tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ tư năm 2023. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cuộc triển lãm thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Hải Hậu lần thứ tư là một trong các nội dung hoạt động của văn hóa thể thao được tổ chức vào dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh. Hội sinh vật cảnh huyện, hội sinh vật cảnh các xã thị trấn, các nhà tài trợ, các cá nhân đã có những đóng góp tích cực tạo nên thành công của cuộc trưng bày triển lãm. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho trưng bày triển lãm sinh vật cảnh năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin gửi tới ban tổ chức một tặng hoa, chúc tặng và chúc mừng cho cuộc trưng bày triển lãm.
nay xin mời đại diện ban tổ chức lên đài. Chủ tịch tỉnh Nam Định, chủ tịch hội sinh viên nhận lên đài hoa chúc mừng. Tôi với niềm vui chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và quê hương. Hôm nay rất vinh dự cho hội sinh vật cảnh huyện nhà và ban tổ chức được sự quan tâm đặc biệt của hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, các hội sinh vật cảnh các huyện, các câu lạc bộ, các nhà vườn, các nhà tài trợ và các đại biểu quý khách đã về dự khai mạc triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023. Có hoa và quà chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Văn Đường, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện lên nhận hoa chúc mừng. Kính mời ông Nguyễn Xuân Đoá, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Sa Thủy có hoa chúc mừng. Mặt cảnh tỉnh Nam Định và các vị đại biểu khách quý đã về dự khai mạc triển lãm huyện Hải Hậu lần thứ tư năm 2023, được ông Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, trưởng ban chỉ đạo triển lãm xuất cảnh, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng, động viên biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà cán bộ hội viên sinh vật cảnh, các nhà vườn, các câu lạc bộ, các nghệ nhân sinh vật cảnh nhà đã không quản ngại khó khăn mang các tác phẩm tham gia triển lãm sinh vật cảnh lần thứ tư 2023. Thay mặt ban tổ chức triển lãm sinh vật cảnh, tôi xin tiếp thu ý kiến, phát biểu chỉ đạo của cấp trên và tiếp tục đẩy mạnh phong trào sinh vật cảnh trong những năm tới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thay mặt hội sinh vật cảnh huyện Hèo và ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chúc các vị đại biểu, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, hội sinh cảnh tỉnh Nam Định và các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Triển lãm Hải Hậu được khai mạc sáng ngày 28 tháng 8 2023 tại thị trấn Yên Định, Hải Hậu. Vâng.
đẹp quá không anh? Hôm nay mấy ông bán bảo đất bảo trưởng thủ à? Trưởng thủ tiền. Trưởng tiền. Ra xuống bán đất bảo bảo nhá. Bảo giám đốc trưởng thủ này. Có không? Có thấy không? Có nhìn thấy chung không?